Chào các bạn, mình là Ngang. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tạo một website bán hàng chuyên nghiệp hoàn toàn miễn phí tại hệ thống Quốc Việt Ngang. Để có một website bán hàng chuyên nghiệp, có thể bạn phải chi trả một khoản tiền không dưới 10 triệu đồng. Tuy nhiên, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn với 5 phút thao tác, các bạn sẽ sở hữu một website bán hàng chuyên nghiệp chuẩn SEO và hoàn toàn miễn phí với giá 0 đồng. Giờ các bạn hãy quan sát và làm theo mình. Đầu tiên, các bạn truy cập vào địa chỉ quocvietngang.com. Khi giao diện hiện ra, các bạn chọn vào web mẫu. Tại đây, các bạn có thể lựa chọn các web mẫu mà mình thích. Hoặc cũng có thể chọn theo lĩnh vực ngành nghề tại menu bên trái phù hợp với các sản phẩm mà các bạn cần đăng bán. Trong trường hợp này, mình muốn đăng bán các sản phẩm áo trẻ em, cho nên mình sẽ chọn lĩnh vực là đồ trẻ em. Lúc này, hệ thống sẽ hiện ra các mẫu web về đồ trẻ em hiện có. Các bạn lựa chọn một mẫu web mà mình yêu thích. Như vậy, trong trường hợp này, mình lựa chọn mẫu web thứ hai và nhấn vào mục xem demo. Mẫu web bạn lựa chọn có giao diện như trên màn hình. Sau khi đã ưng ý với mẫu web mà các bạn yêu thích, chúng ta quay lại chọn vào mục đăng ký ngay. Lúc này chúng ta sẽ đăng ký sử dụng mẫu web mà chúng ta vừa lựa chọn. Tại cửa sổ hiện ra, chúng ta cần nhập đầy đủ các thông tin. Tại ô email, các bạn nhập vào địa chỉ email của mình. Tại mục tên miền, các bạn nhập vào tên miền website của mình. Trong trường hợp này, mình bán quần áo trẻ em, cho nên mình có thể dùng tên miền đó là shop mẹ và bé. Lúc này website của bạn sẽ có địa chỉ như sau: shopmevabe.cucvietnga.com. Tuy nhiên, sau này các bạn có thể thay đổi tên miền của mình bằng cách tên miền có địa chỉ là .com.net.vn v.v. Sau đó, tiếp theo các bạn nhập vào mật khẩu đăng nhập. Và xác nhận mật khẩu một lần nữa. Bước tiếp theo, các bạn nhập vào họ tên người quản lý. Họ tên người quản lý hệ thống website và số điện thoại. Tên cửa hàng hoặc là tên công ty. Như vậy, đối với mình, trong trường hợp này, mình sẽ nhập vào tên của cửa hàng của mình là shop mẹ và bé. Địa chỉ, các bạn nhập vào địa chỉ của cửa hàng của mình. Và bước cuối cùng, các bạn nhập vào mã xác nhận. Sau khi đã hoàn thành các thông tin tại ô đăng ký, các bạn nhấn vào hoàn thành việc đăng ký.
và đợi hệ thống tạo. Lúc này cửa sổ hiện ra, đó là các bạn đã tạo xong một website bán hàng có địa chỉ tên miền là shopmevabe.cucvietnga.com. Chúng ta xem một website vừa tạo ra. Như vậy đây là website mà các bạn vừa đăng ký. Để quản lý hệ thống website này, chúng ta sẽ đăng nhập vào hệ thống với địa chỉ như sau: shopmevabe.cucvietnga.com sẽ đăng nhập. Và các bạn nhập mật khẩu mà các bạn vừa mới nhập trong phần đăng ký. Sau đó nhấn đồng ý. Và đây là phần hệ thống mà các bạn có thể chỉnh sửa các thông tin cũng như đăng các sản phẩm các bạn cần buôn bán. Ở video tiếp theo, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng hệ thống. Chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.